Hôm nay là ngày 15 tây tháng 9, 2016, vào lúc 8 giờ 40 tối thứ năm. Ngày rằm tháng 8, trung thu, trăng tròn rất là đẹp. Cảnh này đang quay sau vườn nhà. Bạn cũng chẳng không biết nói hả? Ở nhà đang cúng trăng rằm tháng 8, trung thu. Ok, xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại trung thu năm sau. Bye!